bóng cho các cầu thủ Hà Nội. Bây giờ sẽ là phản công rất hay, rất hay. Đây là pha phối hợp, chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này. Đảo chân rồi, dứt điểm. Không được rồi, mất bóng rồi. Khá hay, rất tốt đó quý vị các bạn. Không phải là tình huống dứt điểm, khá đáng tiếc. Trường Giang đã cướp được bóng đó quý vị các bạn, dứt điểm. Không được, đường chuyền chéo sân. Với ý đồ rất tốt, đây là cơ hội tước bóng rồi. Không có ai ở vị trí cột 2 thưa quý vị các bạn. Cắt bóng khá tốt, đây là cơ hội 3-1. Cơ hội, cắt ngang. 1-0 dành cho Hà Nội đưa quý vị các bạn. Và người ghi bàn đó là thủ quân Triệu Xuân Linh bên phía câu lạc bộ Vinh Xanh Hà Nội. Chúng ta hãy cùng chờ xem lại màn thoát xuống thực hiện pha 3-1 rất gọn gàng đối với các bạn. Hai cầu thủ đã bị bỏ lại phía sau rồi. Không có lỗi đối với các bạn, theo nhận định của trọng tài là không có lỗi cho tình huống này. Bây giờ là phản công của Hà Nội, rất tốt rồi, dứt điểm. Chúng tôi đã nói về những tình huống xử lý ít chạm của các cầu thủ Hà Nội và bây giờ nó đã được xuất hiện ở trên sân. Quá nhanh, quá nguy hiểm đối với các bạn. Có thể thấy rõ ràng là họ thực hiện rất nhanh những tình huống ít chạm, không cho đối thủ có cơ hội để chạm vào bóng. Cú dứt điểm rất gọn gàng. Đây là cơ hội phản công nữa rồi, đúng không các bạn, cơ hội dành cho Hà Nội. 3-0 dành cho Hà Nội, đúng không các bạn. Quá nhanh. Đường chuyền của Xuân Linh hướng đến vị trí của Hữu Bắc. Và Hữu Bắc đã dứt điểm vào góc gần rất gọn gàng. Trước đó thì công đầu thuộc về Ngọc Trường đối với các bạn. Thừa Đạt đánh gọt rất hay. Đấy là cơ hội dứt điểm. Giờ đây thì họ sẽ đẩy đội hình lên qua phần sân đối phương và chơi tình huống cố định này. Trường Giang 1-3 dành cho Luxury Hạ Long. Và đó là gian đầu. Tại cùng chờ xem. Đây phạt chiếu lại. Bóng đi chìm và cực kỳ khó chịu của Trường Giang. Doãn Dũng căng ngang, phản công. Thạc Hiểu rất hay, không vào. Đó là đường chuyền với góc nhìn rất tinh tế của Thạc Hiểu được các bạn. Chúng ta hãy cùng xem lại. Thật sự đó là một đường chuyền đầy tinh tế của Thạc Hiếu. Xuân Linh. Thạc Hiếu, khoảng trống dành cho Thạc Hiếu. Rất hay, Thạc Hiếu. Ở những bước cuối cùng thì Giang Râu là người đã lao ra để truy cản đối với Thạc Hiếu. Rất điềm tĩnh, loại bỏ được Long Hồ trong tình huống vừa rồi. Xuân Linh. Trường Giang. Như chúng tôi đã nói, những pha bóng rất phiêu lưu của cao thủ Luxury Hạ Long. Và vừa rồi thì Giang Đầu đã vô tình có tình huống phá bóng, bóng bật vào chân của cầu thủ bên phía Hà Nội và đi vào lưới. Hãy xem lại tình huống này. Chính xác là trong pha phá bóng của mình thì Trường Giang đã đưa bóng trúng vào chân của Hữu Bắc. Bóng đi vào góc trên khung thành và không có cơ hội nào nữa để sửa sai dành cho thủ môn Phạm Quốc Duy. Doãn Dũng, cơ hội! Bóng không thể đi vào lưới được các bạn. Hãy cùng xem lại tình huống này. Hướng bóng đã đi ngược trở lại. Và cắt ngang khung thành của cao thủ Hà Nội.
Hãy xem tình huống này. Quang Huy rất hay đó quý vị và các bạn. Lại một lần nữa Hà Nội cho thấy được khả năng chơi ít chạm tốt như thế nào của đội bóng đến từ thủ đô. Nếu như không tính bàn mà Trường Giang đã đá vào ngay người của Đạt Hiếu thì lúc này số 12 cũng đã có hat-trick cho riêng mình ở trong trận cầu này, thưa quý vị các bạn. Tình huống chơi ít chậm, thoát khỏi sự đeo bám của đối phương, tạo ra rất nhiều những khoảng trống. Rất tốt rồi các bạn, đường truyền khá thoáng. Cơ hội dứt điểm không được. Mất bóng rồi, đây là cơ hội dành cho các đội Luxury Hạ Long. Dứt điểm. Không có bàn thắng dành cho Luxury Hạ Long. Quá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi của Long Hồ. Tình huống dứt điểm bóng đập cột, thưa quý vị các bạn. Vượt qua rồi, cơ hội tiếng ơi, đường truyền không phải, đó là pha dứt điểm. Không phải là đường truyền dành cho Quang Huy. Nếu là đường truyền dành cho số 13 thì chắc chắn 100% sẽ là bàn thắng rồi. Vẫn đang là cầu thủ Hà Nội, Công Kiên. Không được, đây là cơ hội, dứt đâu. Chưa được. Và trung lập vị trí giữa Giang Râu và Vũ Vi Đích. Tuy nhiên tình huống dứt điểm của Vũ Vi Đích không thể chiến thắng được thủ môn đối phương. Vẫn còn thế cảnh, dứt điểm không vào. Và xoay người dứt điểm của thế cảnh. Lại một lần nữa khung thành của cầu thủ Luxury Hạ Long trao đảo cực độ, thưa quý vị các bạn. Xuân Lương quá đẹp mắt với cú nã để bác vừa rồi của đội trưởng bên phía Hà Nội. Hãy xem lại tình huống vừa rồi, bóng gập vào góc trên cũng đành. Tình huống máu mực của đội trưởng bên phía câu lạc bộ Futsal Hà Nội, thưa quý vị các bạn. Và tỷ số tiếp tục được nâng lên dành cho đại diện của thủ đô. Ở trong lượt trận đầu tiên thì họ đã phải gặp một Sài Gòn Titan quá bài bản. Cơ hội vẫn còn, đánh gót không vào. Bây giờ thì gặp một Hà Nội chơi áp sát nhanh, lì đòn, và với những tình huống tấn công cực kỳ nhanh nhẹn